mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nhắng. Bạn Huy. Homes. Đã có summer của thành tên đó. Và như vậy là sẻ là bạn đấu cầm minh bạn. Homes. Anh với sẻ cặp đôi kia có tuổi không em? Khoai anh ơi. Anh quên chữ ai? Quên thì thôi rồi. Khoai quả. Đây là một quả đầu đang có được, đó chính là 6 cây từ game thủ chim sẻ bài cầm minh oan. Một thế bài góc 1 giờ. Thành vừa phát biểu một câu đó là anh lên được công an đẹp tươi luôn. Ok, anh vừa phán cho. Đó, quả đầu 7 cây từ game thủ chim sẻ anh em ạ. Làm vòng đi dò thôi. Ông Luân bảo 1 tỷ 2 nghe phép vía. Dạ đúng là 1 tỷ 2 anh. Thì ban tổ chức có quỹ giải thưởng cho game thủ là 500 triệu. Cộng với quỹ donate bây giờ lên được hơn 700 triệu. Thì cộng hai quỹ lại thì cũng đã được hơn 1 tỷ 2 rồi anh. Thì đúng là hơn 1 tỷ 2 còn gì nữa. Đây là một bầy hiêu đầu để cho game thủ chim sẻ và rừng rú quanh nhà cũng có vẻ khá là ok. Vấn đề là 12 giờ này sẽ cơ cấu như thế nào. Và có thêm rừng nữa đây rồi. Có thêm quả phụ nữa. Rồi mấy con hiêu này về. Một bầy hiêu có 4 con dành cho game thủ chim sẻ nắng đã được đưa về. Một bầy hiêu và một mỏ quả ở trong trận đấu này. Có thêm một cái rừng nữa. Vâng, như vậy là bài cũng đang khá là kín đấy. Giống hình đánh cung A lắm rồi. Thanh thì đang có một con voi đưa về. Một bầy hiêu đầu. Bài này thì Thanh sẽ đánh chém để sẻ đánh cung A đấy. Thanh auto đánh chém sẻ đánh cung A đấy. Thêm vòng nữa đi dò đến bài đấu này. Chín voi gặp ngay sư tử. Thêm vòng nữa đi dò. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu bản lề trong trận đấu tiên, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà trợ, về một tựa game đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam, đó là tựa game Đại Chiến Tam Quốc. Đại Chiến Tam Quốc là tựa game chỉ có duy nhất một server và đông người chơi nhất tại Việt Nam. Game chiến thuật thời gian thực, thả quân tự do, lấy yếu thắng mạnh, cạnh tranh công bằng. Hàng trăm chiến thuật có thể tận dụng như vị trí thả quân, thời điểm thả quân, đội hình chiến thuật, mang cả thế giới Tam Quốc vào game với hơn 100 danh tướng và binh chủng các loại. Game không có hệ thống VIP và lực chiến cho anh em tha hồ cày cuốc mà không sợ mất đi tính công bằng. Hơn thế nữa, nhà phát hành còn thường xuyên tổ chức các event, giải đấu, gắn kết anh em trong các quân đoàn, cùng nhau tranh đoạt tài nguyên và khẳng định vị thế cá nhân. Các bạn có thể tải game và để trải nghiệm ngay tại App Store và Google Play. Rất mong là anh em ủng hộ cho tựa game Đại Chiến Tam Quốc. Rồi, thêm một chiếc nhà bé nữa để có thể khai thác cả hiêu cả gỗ từ bản đấu này rồi. Thông tin báo về từ Chim Sẻ Nắng là bài bên kia khá là đẹp anh em ạ. Kèo chạm 3 VC buổi tối ngày hôm nay. Và trận đấu đầu tiên là có tỷ số là 1-1. Thêm mấy con hiêu nữa. Bài 1 hiêu 1 voi. Kèo dần dần thắp một quả phụ này. Tí độ lắm. Đây là một quả phụ đang có được 6 cây đến từ game thủ Thanh TN. Trong khi đó đây em nói game thủ chim sẻ. 8 chiếc bét nữa. Thêm 2 em voi ở đây. Ảo thế. Rồi, giải quyết mấy con voi này thôi. Bài khung nhà đây rồi. Chắc chắn là đánh cung A đấy, game thủ chim sẻ. Ok anh Hoàng Việt ơi. Giờ thằng nào nó dâng vào nó đóng cái nhà trong này thì vỡ. Rồi, con voi tiếp theo. Đây là BB. Thành báo về đã thấy thêm một quả nữa và cũng khá là ok anh em ạ. Ok Nguyễn Văn Tùng ấy. Đây là con voi thứ hai được đưa về. Voi hiêu quả phụ vừa đủ. Giải quyết con voi này thôi. Đấy sẽ là con voi thứ hai từ bài đấu này. Để bảo Thành đánh bài 2L bánh xe luôn. Yeah. 25 dân. BB kê mỏ vàng đây rồi. Ở đây sẽ là nhà điều kiện tới từ bài đấu này. Đó không, đó là sẻ lên trước. Thành chưa lên. Chuẩn bị thôi.
Gỗ thử cũng đầy đủ vài kích sớm phết đây. Đây xe trên nhà BL và đây là BM tới từ bài đấu này. Kinh đời, vâng như vậy là 10-38 với 25 dân. Sẽ đi kinh được một lúc rồi, đang chặt gỗ rồi. Cũng nhà rồi. Bạn này chắc sợ mỗi công ca đâu nhỉ. Lên đời sớm nhất bản đồ. Ghê đấy. Không sợ gì à? Ok, thế sửa cho tỷ số nhá. Ok, lên 2-1 luôn anh em ơi, em xin phép anh em sửa cho tỷ số ạ. Chẳng này cũng sửa thua rồi, win chặt. Nào, cũng đánh ra thua đi. Anh em lại chửi hàng bắt đầu đến chết. Cái này là sẽ yêu cầu sửa tỷ số anh em nhá. Ý là nếu mà chẳng may mà lỡ cũng vỡ thì anh em cứ tìm ông nào anh em xả thì anh em biết rồi đấy. Đây rồi, 2 nhá. Đó chính là game thủ anh Huy, người cầm ban. Anh chở giáp, có giò đến nhà, em ta đã kín vàng rồi. Mất một dân, ok, chấp nhận. Nhà BL đóng ngay trước cửa nhà Thanh TN. Đây có một quả nữa này. 25/36 đây là bài đấu này. Bỏ vàng đã kín. Trong đó đây một máy của chim sẻ. Kín nha. Khi đối đầu với tế của người gặp cho son. Ở trên lại sắp em nâng cấp máy xe được vào. Rất khỏe. Rồi, kín hết rồi. Đây là máy của Thanh TN. Đang xiên vào nhà ban được chưa đứng thương. Phê luôn. Đã chắc trời. Huy thì chưa máy xe. Đây đây là một quả này. Xuyên dân đối phương. Làm cái ruộng nữa. Lạc đà có chém to kìa. Rồi lạc đà đến rồi. Ây à, 2L. Mày xe chưa? Và năm lạc đà 26 đến từ cái N đang lạc đà huy sức. Đây là những lạc đà dường như là không có giáp. Có P đây rồi. Quật luôn. P đâu? Nó sẽ như thế nào đây? Phụ con trong ngoài. Được không? Nào, bền đấy nhá. Rồi cùng giáp đến từ Thanh TN nhưng mà không có bánh xe. Chết giờ rồi. Năm mai là 24 đấy trong bài đấu này. Đã quá ngay một quả và đây cũng đang có một tên lấy dân đập. Tham lai là 19 đến từ Thanh TN rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Sẻ tham lai là số là 32 trận đấu này. Vẫn có cả công lên và có cả dân đập đến từ game thủ Văn Tếu. Bài đấu cực sớm dân. Và đang có cung ma của cung ma ở trận đấu này. Đã bắn được luôn. Cung ma hai áo rồi. Đối tới xả luôn. Cung ma xin lỗi được thêm cho đối bạn. Tham lai là số là 35 tới từ game thủ chim sẻ với bài cung ma minh văn này. Và rửa trước tỷ số mà vỡ thì đúng là chết tôi. Và tham lai 21 dành cho Thanh TN. Đã xin gỗ chim sẻ để mò vàng. Ok, kiếm được mò vàng. Là đàn bạn đi thải hết nhà đó thì bài ông Thanh này là bài rất là bắc binh này. Quả đây quanh nhà này. Rồi, xém luôn dân của người cầm cho son đây thôi. Tìm cho son đệ thôi. Đủ gỗ. Ông phe tế. Và tao 22 như vậy đấu này. Hai lời bánh xe nhưng mà không gỗ lên bánh xe bây giờ mới xin được. Cố gắng giữ tham. Trong đó thì chim sẻ tham lại là 45/52. Chém ở nhà đó đừng về mặt nhà sẻ. Nó công phụ đến đây rồi. Mỏ gỗ mỏ vàng nó mới đi vào. Và các bạn đang công phụ vào những nông dân của cái thủ chim sẻ đây rồi. Bắn đi rồi. Tham lại 50 tới từ cái thủ chim sẻ rồi. Đỡ tham rất nhanh ở đây những công phụ của cái thủ chim sẻ bắn với cung ngoài đây. Cung ngoài của Vin Oan. Vâng, cả ca đến từ chú Tếu nữa thế này. Vâng, đóng lắm nhà này. Đóng có gì đây? Cả phu cả ca này. Vâng, tham lai là số là 53 đấy từ bài đấu này. Ra đốt ca rồi bạn kia đã. Thấy có cả ca ở đây nữa anh em ạ. Vâng, 53/60 tới từ bài Minh Oan này rồi. Nói chung đến thời điểm này thì con Minh Oan nó rất là khỏe. Đang chờ một chút nữa để nâng cấp công nghệ trận gỗ 2 và thêm cái giáp 4 nữa. Tự tin đẩy quân cho nó dễ. Thanh bây giờ nhiệm vụ đơn giản đi quản cho son thôi. Đây, Tếu đây. Làm gì có gỗ mà chơi ca. Chém hết gỗ rồi, đâu được gỗ nữa mà ca. Đúng dân chạy về nhà sẻ mà hồi. Chém ức chế thật, chưa hết trận sửa tỷ số. Không cửa thua nên sửa luôn anh ạ. Tránh hòa mấy gái nhá. Đây, máy chim sẻ đây. Ui à, ui à. Cái gì, quýt. Đây, dân đây chạy vào trong này. À, bắt đầu đè đây rồi. Tăng A. Em bác em tắt đi luôn à. Gây ghê.
Và tập này là 62 nhưng mà đấu này rồi Vincent bắt đầu đến với những con lạc đà của mình. Nhưng mà tập này Vincent nhìn thấy cái đàn cung A này thì không dám lao vào đâu. Bỏ bế lại nhà cửa mình và bắt đầu đẩy quân ra đốt cái P này cho nó chắc. Tập này là 70 nhưng mình cũng trẻ rồi, đây là phụ của Tếu đây. Đây phụ của Tếu vào những mỏ vàng bên ngoài đây. Tếu đã bắt đầu bay đốt cái P này nào. Đuổi với dân này thì hơi khó. Và tỷ số là 2-1 dài cho bộ đôi chim chiến thắng và 2-1 thành TN. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu chung kết sớm với đội bạn ngay sau đây thôi. Dẫn trước.